ghét đó bà con, thường nó đi nó ưa có cặp lắm nè. Đây hai con nó đang đứng ăn đồ rồi. Đẹp chưa? Lan để ý điếm á, thường thường nó đi là đi cặp luôn. Hai con cũng đang ăn hay gì đây? Ăn cỏ, chắc có trùng cái gì đó nè. Đẹp quá. Đi bộ quay mấy cái nhà đẹp cho bà con coi nha, mới xây không kiểu mới gì vậy không đó. Đó. Cái căn này nhà chợt mà cũng rất là đẹp nha. Đó, nhà chợt. Cũng đẹp lắm, nguyên cái dãy này nhà mới không à. Ô. Đó. Đây nữa nè. Wow, cái cây cam kìa bà con. Cái khu này nhà đẹp đẹp không à. Đi tập thể dục mà con ở nhà quá chán quá, nó trốn bệnh nằm ở nhà quá chán quá. Quay mấy cái cảnh nhà ở đây nha, mấy căn này đẹp đẹp không à. Cái căn này nó xây cái kiểu này hơi khó xây nha, kiểu này xây là mắc tiền lắm đó, mái đồ y như vậy á, rắc rối cái mái tùm lum hết đó. Mùa này người ta cắt bông hồng á, tầm làng chưa cắt nữa. Đây bên đây cũng căn nhà lầu nữa nè. Xuống dưới này thì như nhà chợt đây. Mình đi chậm hơn nó nè, tại vừa đi vừa quay phim nó chậm hơn. Đó. Ồ, nhà mới không mà mới xây căn ở đây nữa nè. Khúc này nhà mới không mà bà con. Ở Úc này cuộc sống yên tĩnh lắm. Hình như ở nước ngoài, nước nào cũng vậy hết á, như nhà ai nấy ở rồi con ơi. Không có ai biết mặt ai hết á. Đi ra gặp thì hello cái rồi đi vô rồi thôi. Cái nhà bên kia người ta đang sửa nha. Cái nhà mà xanh xanh đó là người ta đang tu bổ, người ta sửa lại. Ô cái nhà này cũng đẹp quá nè. Kiểu mới xây nữa đây. Cái nhà góc đường này cũng đẹp luôn nữa nè. Bữa nay dắt bà con đi coi nhà mới nha. Mới xây không đó. Đó, ở xa chỉnh là thấy mấy cái cây cột cao cao trên đó là city đó bà con. Đây đứng đây nhìn thấy city nè. Đó. Con mình nó đi xa dữ rồi, bỏ mình xa lắc xa lơ rồi. Rồi mình đi đắt máy mình chạy theo nó nha bà con. Cũng còn vài căn cũ quá bà con. Nói chung cũng còn một số nhà cũ mà ít lắm, nhà mới thì nhiều. Giờ đang đi qua lộ nha. Đi xuống cái góc này nhà đẹp đẹp không nè bà con. Wow, cái căn này bự quá em. Bề miếng đất này quá trời lớn rồi. Dám có cỡ 40-50 thước à. Nhà ở đây đẹp đẹp không hả con? Đó, con mình nó đang đi xuống dưới dốc rồi đó. Ủa đi đường bữa hổm mà đường khác vậy con? Diệu Hiền đi đâu có nghe mình nói không, hình như đi đường khác nữa rồi bà con ơi. Mình ở đây mấy chục năm vậy chứ nhầm cái đường mình không có biết nha, tại đi làm hãng rồi đó giờ không à. Bây giờ dịch bệnh là mới ở nhà đặng trốn bệnh là mình mới biết chỗ này chỗ kia chứ không thôi à. Đi đâu lên xe đi không à bà con. Đó bên kia là đồi nữa. Bên kia là Essendon đó bà con. Bây giờ trốn bệnh ở nhà mình mới biết nè, chứ không thôi mình không biết cái khu này đâu. Biết chạy xe thôi, chạy xe thoáng thoáng ngang mấy cái đường tránh thôi chứ không có xuống mấy cái đường nhỏ như vậy. Tờ cái cảnh ở đây cho bà con coi nha. Bà con coi cho biết phong cảnh ở nước Úc sao. Rồi vì bà con ở vùng khác thì biết cái vùng mà hơn ngang sao. Đó. Bên kia là Essendon đó bà con. Bên kia là Essendon đó. Ở đây là đang đi dưới nhà. Trên có từng nhà nữa nha bà con. Trên đồi từng đó.
đứng sững cái dách này nha bà con, là người ta dựng lên đặng cho có ở dưới kia, phép bên kia là cái freeway á, đặng cho nó đừng có ồn á bà con, xe chạy đồ đừng có ồn nhà người ta đó, chính phủ người ta làm gì đó đó, cái dách đứng đó là dách freeway đó, ta dựng lên, còn mép dưới là freeway đó. Bây giờ Lan sẽ sạn đi chung ngang đường hầm đi bộ. Ở trên dách này có cây sung bự quá trời luôn nè bà con, còn trái hơi hơi nè, ít nè, đó, trái sung đó. Cây sung mọc theo dách mà tốt dễ sợ không? Đó. Mình đang đi ngang vô cái đường hầm cho bà con đang đi thăm qua bên kia đó. Hello cả nhà, Lan đi đang thông ngang cái đường hầm xe lửa bà con, ở dưới lòng đất nè, xe lửa chạy trên đầu mình đó, đang đi thông ngang cái đường hầm đó, làm chỗ qua bên kia. Rồi ra ngoài rồi đó bà con, ra khỏi cái đường hầm rồi đó, thấy không? Đó. Thôi tới đây Lan xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một buổi sáng vui vẻ nha. Đang đi tập thể dục tiếp tục nữa, đi xa quá rồi. Bye bye bà con. Xin chào cả nhà.